Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Tổng cục Thống kê bỏ sót 76.000 doanh nghiệp. Ở Việt Nam, nếu pháp luật được áp dụng nghiêm khắc, Tổng cục Thống kê Việt Nam sẽ phải tự giải tán, còn lãnh đạo cơ quan này sẽ bị cách chức và ra tòa vì tội bỏ sót đến 76.000 doanh nghiệp trong tác nghiệp thống kê trong nhiều năm qua. 76.000 doanh nghiệp chiếm hơn 10% tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Vì sao trong suốt một thời gian dài rất nhiều năm, Tổng cục Thống kê lại thống kê thiếu con số khổng lồ ấy? Vì sao con số đó chỉ thình lình hiện ra khi đề án tính thêm kinh tế ngầm và GDP của Tổng cục Thống kê bị dư luận phản ứng mà khó có thể thực hiện? Khi báo chí truy hỏi vì sao lại để bỏ sót một số lượng doanh nghiệp quá lớn như thế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm vội vã ngụy biện. Điều tra thống kê là hình thức thu thập chủ yếu của ngành thống kê. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực nên hàng năm chúng tôi chỉ có thể tổ chức điều tra chọn mẫu trong các cuộc điều tra hàng năm và cứ 5 năm mới tổ chức tổng điều tra toàn bộ một lần do vậy đã dẫn đến hiện tượng bỏ sót số liệu và có sự vênh nhau khá lớn về số liệu và số lượng doanh nghiệp do mỗi cơ quan có chức năng thu thập số liệu doanh nghiệp phục vụ cho các mục đích và theo các tiêu chí khác nhau khi chưa có sự chia sẻ số liệu giữa ba cơ quan là Cục Quản lý Kinh doanh, trực thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê. Cần nhắc lại, việc Tổng cục Thống kê Việt Nam phát minh ra GDP tăng 25,4%, nền kinh tế bỗng nhiên có thêm 40 tỷ đô la và mỗi đầu dân bỗng giàu lên gần 400 đô đang gây xôn xao dư luận, đồng thời nhận lãnh nhiều phản ứng của giới chuyên gia kinh tế và từ rất nhiều người dân ngày càng khốn quẫn trong sinh nhai. Một khi kịch bản tính lại GDP thành công theo yêu cầu đặc biệt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thì không chỉ ông Phúc được cộng điểm thành tích cho vận mạng ngồi trên triệu người của ông ta tại Đại hội 13 của Đảng Cầm Quyền diễn ra vào năm 2021, mà gần 100 triệu quân dân Việt Nam sẽ càng có cơ hội đội thêm gánh nặng nợ nần ngập đầu cho hiện tại và cho rất nhiều đời con cháu mai sau. Trong suốt một thời gian dài, trong khi ngành thống kê không nắm được hoạt động của 76.000 doanh nghiệp thì cũng gần như đồng nghĩa với việc ngành thuế đã bỏ sót hoặc nhắm mắt cho qua số thuế phải nộp của các doanh nghiệp này. Nếu phần GDP tăng thêm 76.000 doanh nghiệp là 40 tỷ đô như cách tổng cục thống kê đã kết tạo, số thuế bị thất thu là quá khổng lồ. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng về nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đặt dấu hỏi có rất nhiều câu hỏi đặt ra, con số bổ sung 76.000 doanh nghiệp tăng thêm 25,4% GDP là những doanh nghiệp nào cần phải công bố danh sách các doanh nghiệp này và lý do vì sao trước đây không tính toán được bởi vì số doanh nghiệp cũ trước đây đóng góp GDP không quá lớn như vậy. Nhưng Tổng cục Thống kê vẫn câm như hến mà không trưng ra được bất kỳ bằng chứng nào về con số 76.000 doanh nghiệp rồi thêm đó. Tình trạng một cơ quan thống kê quốc gia nhưng lại để lọt sổ đến hơn 10% số doanh nghiệp là quá yếu kém về năng lực thống kê và không thể chấp nhận được. Nhưng vì sao những quan chức đầu ngành thống kê không những bị kỷ luật hay cách chức mà lại ngày càng được Thủ tướng Phúc yêu ái? Phải chăng Tổng cục Thống kê là sân sau của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc? Trần Quốc Vượng bôi nhọ đối thủ Nguyễn Xuân Phúc mở màn cuộc đua chiếm ghế Tổng Bí Thư. Vào ngày 23 tháng 8 năm 2019, Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp tiểu ban nhân sự Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam Tiểu ban này là bộ phận đóng vai trò quyết định trong việc phân chia ai ngồi ghế nào trong đại hội đảng 13 sắp đến. Ngoài trưởng ban Nguyễn Phú Trọng, các thành viên chính của tiểu ban nhân sự gồm có Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính và Trần Cẩm Tú. Trong các thành phần này, bộ ba Phúc, Ngân, Vượng là những con ngựa chạy đầu trong cuộc đua ngồi vào hai ghế quyền lực cao nhất của đảng và nhà nước, tổng bí thư đảng và chủ tịch nước hiện tượng nhất thể hóa với Nguyễn Phú Trọng chiếm giữ cả hai ghế quyền lực sẽ khó tái diễn cho Phúc hoặc Ngân hay Vượng, do đó trong tương lai, một trong ba con ngựa sẽ phải bị loại. Nguyễn Thị Kim Ngân vừa đạt được thắng lợi vẻ vang trong chuyến đầu tới Bắc Kinh, sau một loạt tiếp khách những đại gia, quan thầy liên quan đến việc xây dựng hạ tầng cơ sở của Tàu Cộng tại Việt Nam, lắng nghe và trọng thị những lời phán của Thiên Triều về vai trò của Việt Nam trong kế hoạch một vành đai một con đường hình ảnh nguyễn thị kim ngân hớn hở cười tươi bên tập cận bình giữa lúc bãi tư chính dậy sóng cho thấy nguyễn thị kim ngân có triển vọng cao được họ tập chống lưng cho cuộc đua quyền lực ba đình từ chủ tịch quốc hội leo lên chủ tịch nước nắm vai trò bùa nhìn tối cao truyền thống của chiếc ghế này là động đạo củ chi hợp nhất dành cho nguyễn thị kim ngân còn lại là ngai vàng tổng bí thư cho hai đối thủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thường trực ban bí thư đảng trần quốc vượng Điểm mạnh của Trần Quốc Vượng là con đường dẫn đến đại hội đảng, quyết định nhân sự và tổ chức bầu bán nằm trong tay Tổng Bí Thư và kế đến là Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng. Trần Quốc Vượng cũng là người được Nguyễn Vũ Trọng chọn làm nhân vật thứ hai trong hệ thống đảng. Đối thủ duy nhất của Trần Quốc Vượng là Nguyễn Xuân Phúc, người đứng đầu chính phủ, chỉ huy trực tiếp các bộ trưởng và các chóp bu tỉnh thành trong quần bái nhà nước. Và đó là ưu điểm của Nguyễn Xuân Phúc có điều kiện tiếp xúc, vận động và phê chuẩn những đề án có lợi cho các quan chức địa phương với đối tượng nhắm đến để vận động thuyết phục dân đe là các ủy viên Trung ương Đảng, những kẻ sẽ bỏ phiếu cho chức vụ Tổng Bí Thư. Trần Quốc Vượng sẽ khai thác sự khác biệt giữa mình và Nguyễn Xuân Phúc. Vượng ít nói, Phúc thì nổ. Vượng không ham mê quyền lực, Phúc là kẻ đầy tham vọng chính trị. Vượng có tư cách là một cán bộ của Bắc Hồ. Phúc mang sắc thái của một quan đại gia thoái hóa đạo đức cách mạng. Do đó muốn trở thành Tổng Bí Thư, Trần Quốc Vượng với sự hỗ trợ của Nguyễn Phú Trọng phải tập trung vào ba mục tiêu Thứ nhất, đánh vào tư cách của cá nhân Nguyễn Xuân Phúc và bôi đen hình ảnh của Thủ tướng. Thứ hai, răn đe và tạo áp lực lên các thương vụ làm ăn của tập đoàn Sân Sau và tay chân của Nguyễn Xuân Phúc. Thứ ba, chạy đua với Nguyễn Xuân Phúc về mức độ thần phục Bắc Kinh bởi vì Bắc Kinh luôn luôn đóng một vai trò quan trọng tác động lên lá phiếu của các ủy viên Trung ương Đảng. Thứ nhất, đánh vào tư cách của cá nhân Nguyễn Xuân Phúc và bôi đen hình ảnh Thủ tướng. Sáng ngày 20 tháng 8, bằng cách dùng sân khấu của hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 CTTB của bộ chính trị và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Trần Quốc Vượng đã đóng vai trò cán bộ gương mẫu theo lời Bác dạy. Tại đây, lãnh đạo gương mẫu của Đảng Trần Quốc Vượng dùng lời của Hồ Chí Minh để tấn công thủ tướng ba hoa của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Bác viết năm 1947, tôi khuyên các bạn là chớ đặt những chương trình kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được việc gì cũng cần phải thiết thực nói được làm được việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to từ dễ dần dần đến khó từ thấp dần đến cao một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi hơn là một trăm chương trình to tát mà không làm được và sau đó trần quốc vượng dọn đường khai thông não trạng của các ủy viên trung ương đảng tham dự hội nghị về việc chọn lựa nhân sự cho tương lai các cấp ủy tổ chức đảng phải thấm nhuần lời căn dặn của bác là muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. cán bộ là cái gốc của mọi công việc. chúng ta phải tránh loại trừ các biểu hiện tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, thân quen, nể nan dễ giải khi lựa chọn nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới và kiên quyết không đề xuất quyết định những nhân sự vi phạm quy tắc tập trung dân chủ, sợ trách nhiệm, dĩ hòa vi quý, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết cục bộ, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có biểu hiện chạy trọt, vận động tranh thủ lẫn nhau để bảo đảm cho các đối tượng vận động không thể không biết mình đang nhắm vào ai trần quốc vượng đưa ra sự việc xuống cơ sở mà đoàn xe dài rằng giặc rất phản cảm mà ai cũng biết đồng chí lãnh đạo nào là thủ phạm theo chỉ thị của tổng bí thư khi tổ chức các chuyến đi văn phòng tổng bí thư tổ chức đi xe chung cho các phó ban chứ không có việc mỗi người một xe chúng ta cứ đến mỗi một cơ sở mà tổ chức các đoàn xe dài rằng giặc là rất phản cảm một bên là chỉ thị của Tổng Bí Thư và tư cách giản dị của văn phòng Tổng Bí Thư, tức Trần Quốc Vượng. Một bên là đoàn xe dài rằng dặc rất phản cảm của văn phòng chính phủ, tức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tại Hội An đã từng làm dậy sóng xã hội. Trần Quốc Vượng đã bắt đầu tiến hành mục tiêu đánh vào tư cách của cá nhân Nguyễn Xuân Phúc và bôi đen hình ảnh ông Thủ tướng quan liêu, hình thức, ham nổi và thích nổ. Thứ hai, dân đe và tạo áp lực lên các thương vụ làm ăn của tập đoàn sân sau và tay chân của Nguyễn Xuân Phúc. Để hỗ trợ đàn em, ngày 20 tháng 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra nghị quyết số 50 NQTV định hướng đầu tư nước ngoài để xây dựng cơ chế đánh giá an ninh và tiến hành giả soát an ninh đối với các dự án hoạt động đầu tư nước ngoài có hoặc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Rõ ràng là hệ thống đảng đang muốn kiểm soát, điều tra, phanh phui các hoạt động đầu tư nước ngoài của hệ thống chính phủ. Thoạt qua người ta có thể hiểu lầm, Nguyễn Phú Trọng quan tâm đến vấn đề an ninh quốc gia, nhưng không an ninh quốc gia chỉ là bình phong là phương tiện để tổng tịch và con bài trần quốc vượng dùng đó để làm khó và đánh vào phe của ứng viên tổng bí thư tương lai là nguyễn xuân phúc thứ ba chạy đua với nguyễn xuân phúc về mức độ thần phục bắc kinh với mục tiêu này trần quốc vượng đương nhiên là kẻ thắng cuộc với ô dù của thái thú tổng tịch về phần nguyễn xuân phúc có hai dữ kiện liên quan đáng lưu ý thứ nhất nguyễn xuân phúc là người duy nhất trong tam trụ gián tiếp gửi thông điệp về sự kiện bãi tư chính thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển vào ngày 11 tháng 7 năm 2019, trong khi Bắc Kinh đang vi phạm chủ quyền Việt Nam tại Bãi Tư Chính. Thứ hai, chính thức lên tiếng Việt Nam vô cùng quan ngại về những diễn biến gần đây trên Biển Đông trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Úc Scott Morrison vào ngày 23 tháng 8 năm 2019. Điều này cho thấy Nguyễn Xuân Phúc có thể chọn và vận động các ủy viên Trung ương Đảng chọn hướng đu dây tàu Mỹ để đối đầu với phe cánh thân tàu Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng còn hơn một năm nữa mới đến đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, thời gian không lâu để các quan chức tập trung vào công tác, chiếm ghế giữ quyền, thay vì quan tâm đến trách nhiệm lãnh đạo và điều hành đất nước. Những hành động của Trần Quốc Vượng chỉ mới khởi đầu, sẽ còn nhiều chiêu trò được tung ra từ cả hai phe để triệt hạ lẫn nhau vì tham vọng quyền lực. Trước mắt, nhân ngày chết của Hồ Chí Minh, Cả Trần Quốc Vượng lẫn Nguyễn Xuân Phúc đang giáo diết dùng Hồ Chí Minh để chứng minh tư cách của học trò thầy Trần Dân Tiên. Nếu Trần Quốc Vượng tuyên bố trong hội nghị toàn quốc sơ kết, bác đã dạy việc gì có lợi cho dân, phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, phải hết sức tránh, phải chú ý giải quyết hết những vấn đề quan hệ đến đời sống của nhân dân, những việc để nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân, phải được đặc biệt chú ý và làm ngay, thì Nguyễn Xuân Phúc đã lang xăng chạy khắp nơi vái lạy Hồ Chí Minh tứ phương hình ảnh tên quan quan liêu mà trần quốc vượng muốn vẽ ra cho nguyễn xuân phúc đã được phúc cố gắng thay thế bằng hình ảnh mới nhất với nhan đề của bài báo rất mênh mông lòng dân thủ tướng quan tâm đúng mức tới tỉnh nghèo bắc cạn